Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime và cái Oppo F1S. Thì hai cái điện thoại này đều được bán trong tầm khoảng 6 triệu và cùng sử dụng chip xử lý 8 nhân. Nhưng mà một cái thì sử dụng chip Exynos và một cái thì sử dụng chip MediaTek. Cả hai cùng có 32GB nhớ trong, 3GB RAM. Trong kỳ trước chúng ta sẽ so sánh về thiết kế, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hiệu năng của hai cái sản phẩm này. Đầu tiên thì bọn mình sẽ thực hiện những cái bài benchmark. Ở trong tất cả những cái bài benchmark về hiệu năng tổng thể của máy thì chúng ta có thể thấy là cái J7 Prime nó hơi nhanh hơn một xíu, nó hơi nhỉnh hơn một xíu về cả hiệu năng đồ họa cũng như hiệu năng xử lý. Đây là một cái điểm là mình khá bất ngờ, bởi vì chip đồ họa trên cái J7 Prime nó yếu hơn mà lại còn phải gắn cái màn hình Full HD. Có lẽ là cái việc sử dụng Android 6.0 đã giúp cho J7 Prime khá nhiều trong cái phần thử nghiệm này. Ở bài thử thứ hai thì bọn mình sẽ thử khả năng đáp ứng của hai cái sản phẩm này. Khi mà mình chạm vô một cái ứng dụng nào đó thì cái J7 Prime nó chậm hơn so với cái F1S. F1S thì mà các bạn chạm vô màn hình thì bạn thấy là thời gian đáp ứng lại là nhanh hơn và phản hồi gần như tức thời, trong khi cái J7 Prime thì nó phải đợi khoảng 0.1 hay là 0.05 mili giây gì đó trước khi mà cái ứng dụng nó được bắt đầu lên. Tiếp đến chúng ta sẽ thử những cái bài thử liên quan đến đồ họa, liên quan đến ứng dụng hay là game. Thì cùng load một cái game thì cái J7 Prime thì nó nhanh hơn cái F1S. F1S tỏ ra bất lợi trong cái bài thử này mặc dù cái chip đồ họa của nó mạnh hơn. Đó, mình thử khá là nhiều cái game và các bạn thấy là hiệu năng tại game thì ưu tiên cho cái J7 Prime hơn. Như vậy nhìn chung về mặt hiệu năng thì hai máy gần như không có sự khác biệt về mặt hiệu năng. Sự lựa chọn lại đến từ những thành phần khác, từ thiết kế như mình đã nói bữa trước hay là từ camera. Còn hiệu năng hai máy này gần như tương đương, J7 Prime có nhỉnh hơn nhưng mà không nhiều. Rồi, xin cảm ơn các bạn.